Đàn Hoàng Chiến Đế tập thứ 359 Tuy nhiên, trên nửa đường thiên hậu vẫn bắt lấy ngô chính uyên Mà thiên diện ma hoàng chế trụ vùng ra cùng một chỗ bay đi thật xa Đốt ma khu ta, đốt linh hồn ta, hắc ma tự chú Đều vĩnh viễn ở lại u mình địa ngục này Linh hồn thiên diện ma hoàng gào lớn Bên trong ma khí cuồn cuộn lại lấp lóe quỷ mang Xen lẫn thành hàng ngàn hàng vạn chú ấn cuồng kích đi qua phía thiên hậu cùng bọn người kiều vô hối đang tháo chạy. Kiều vô hối tới đây, đó là hắc ma tự chú có thể khế ước sinh tử tuyệt đối không được bị đụng phái Thiên hậu mãnh liệt nhấc lên cưỡng ép giữ vững cơ thể, trong chốc lát toàn thân tỏa ra kim quang đến vạn trượng. Thái dương tinh hỏa ở bên trong ma khí cuồng bạo chống lên hỏa chiều. Chín còn kim ô dục hỏa mà sinh, dương cánh gáy to kịch liệt xoay tròn, hóa thành cửu luân đại nhật bành trướng uy lực thái dương vô tận ngành kích hắc mà tử trú toàn thân kiểu vô hối bạo động liệt diễm mở ra hắc ám xông về phía thiên hậu mặc dù không biết cụ thể khế ước sinh tử là cái gì nhưng trong cơn giận dữ sát chiều mà thiên diện ma hoàng nghĩ đến đầu tiên khẳng định là cực kỳ khủng bố mà hắn càng là từ thiên hậu nghe được sự bối rối hiếm thấy ầm ầm kiểu vô hối rống to tốc độ nhanh đến cực hạn chụp lấy đầu thiên diện ma hoàng giống như là một ngôi sao trời xẹt qua màn đêm, lao thẳng đến chỗ Thiên Hậu cuồn cuộn liệt diễm nơi đó. Thiên Hậu điên cuồng kích phát bí lực vô thượng, thúc dục kim ô bí thuật, sôi trào lên liệt diễm liên miên bất tuyệt, cũng định thần khống chế cửu luân đại nhật, ngành kích hắc ma tử chú đang nhanh chóng vọt tới. Ngoại trừ chiến khu không thể vã vỡ của hắc ma tộc ra, thì đó là một trong những bí thuật kinh khủng nhất, có thể thông qua thiêu đốt ma khu cùng tinh phách, hình thành tử vong nguyên rủa. Một khi chống mục tiêu, mục tiêu trong thời gian rất ngắn sẽ biến thành chú thể, hình thành khế ước sinh tử ngắn ngủi cùng thiên diện ma hoàng. Sinh tử của người hắn đến phán quyết. Nhanh! Ngô chính uyên mệt mỏi rằng co la lên gọi kiểu vô hối. u u Kiểu vô hối phát động liệt diễm đến cực hạn, tốc độ tiếp tục tăng vọt. Mắt thấy Thái Dương Hòa Hải đã gần ngay trước mắt, tinh thần cũng càng cứng, thoáng phải buông lỏng. Nhưng đúng vào lúc này một mảnh tử chú trùng kích mãnh liệt đánh xuyên liệt diễm, đánh vào trên thân hắn. Nó giống như một tôn cự thú thay phiền thiết trùy đánh cho hắn một kích. Thân thể phì nhanh nhấc lên ngay tại chỗ. Là hắc ma từ chú đánh trúng vào kiều vô hối. Trong chốc lát liền quỷ dị chui vào thân thể của hắn. Cưỡng ép tiếp giữa khế ước sinh tử cùng thiền diện ma hoàng. Cùng lúc đó thân thể hắn, chúng chiều lập tức thành tiêu điểm. Từ chú hỗn loạn gào thét khác giống như là mãnh liệt nhận lấy triệu hoán. Kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến liền bao phủ lấy kiều vô hối. <laughs> Thiền hậu duy trì thái dương liệt diễm Ta đi cứu người Ngụ chính uyên trong nháy mắt bạo tạc Nghiền ép tiềm lực Thôi động hỗn độn chiến khu phóng tới Ngành hướng kiểu vô hối Đừng tới đây chính ta có thể trở về Kiểu vô hối kêu to Cố nén cảm giác giá lạnh quỷ dị Nhanh chóng xông về liệt diễm Cùng lúc đó số lượng lớn từ chú bạo kích Thái Dương Hòa Hải Khi khí tức chí dương trùng kích Đã lập tức bị cưỡng ép trôn vùi nhưng càng nhiều tử chú cưỡng ép đổi đường, gào thét hội tụ về kiều vô hối ở nơi đó. Người không thể chết. Ngô Chính Uyên một phát bắt được hòa dực của kiều vô hối, bỗng nhiên kéo tới trong ngực, không để ý toàn thân kiều vô hối đang sôi trào liệt diễm, cưỡng ép ôm lấy lao thẳng đến thái dương hòa hải của thiên hậu. Tử chú như mưa bay lượn khắp nơi lít nhà lít nhít sông lại, thả ta ra. Kiều vô hối muốn tránh thoát lại bị ngô chính uyên gắt gào khống chế, phải dùng cơ thể mình ngạnh kháng từ chú đầy trời. Còn ta ngu thiên khải có thể đảm nhiệm trách nhiệm hỗn độn chiến tộc giao cho hắn. Để hắn nhớ kỹ hỗn độn chiến tộc hướng chết mà sinh trùng dũng không biết sợ. Ngu chính uyên lấy thân làm thuẫn khàn giọng hét lớn. Hỗn độn chiến tộc còn có ngu thiên khải còn có ngu kình thương. Còn có rất nhiều nhân tài mới nổi. Còn có thể tái hiện huy hoàng. Nhưng khờ nghị không thể không có kiểu vô hối. Phượng hoàng tộc trở lại thần tộc càng không thể không có kiều vô hối hắn có thể chết nhưng kiều vô hối kia thì không thể nào sư 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 số lượng lớn từ chủ nhận phải dẫn dắt tràn ngập đất trời hội tụ về kiều vô hối ở nơi này muốn bao phủ ngụ chính uyên đang ôm lấy kiều vô hối một cái từ chủ có thể không muốn được mệnh vị thánh hoàng ngu chính uyên này nhưng nếu như số lượng lớn từ chủ liên tiếp kết nối tạo thành khế ước thì lại có thể <laughs> thì diện ma hoàng liền có thể nhây trong chớp mắt quyết định sống chết của ngu chính uyên thậm chí là chết như thế nào mệnh của ai cũng đều là mệnh không có người nào có thể chết ai cũng không thể chết kiều vô hối ta có thể sống đến bây giờ đã đáng rồi chuyển lời với mẫu thân của ta kiếp sau tận hiếu khi từ chú giáng lâm trong chốc lát kiều vô hối đột nhiên bộc phát tránh thoát khỏi ngu chính uyên nghênh đón từ chú âm âm từ chú bạo kích kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên xông vào liệt diễm bạo kích kiểu vô hối giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc một bóng người quỷ mị xuất hiện ở trên thân kiểu vô hối nhìn rất nhẹ nhàng linh hoạt lại như là nặng đến vạn tấn kiểu vô hối đang phì nhanh lại bỗng nhiên chìm xuống từ chú phì nhanh cũng không kịp đổi đường lao lên bạo kích tại trên thân thân ảnh kia a à, thân ảnh kêu thảm bay ra ngoài bởi vì tiếp nhận mấy chục đạo từ chú Toàn bộ từ chú khác nhận phải dẫn dắt che mất hắn 100 đạo, 200 đạo, 300 đạo Chính là do thân ảnh này đột nhiên chặn đường Để kiều vô hối cùng ngụ chính uyên tránh khỏi đà kích trí mạng Thành công vọt tới cửu luân đại dương u u chuyển động ở phía sau Là ai? Bọn hắn sau khi hạ xuống đều kinh ngạc nhìn quanh Là bọn người đông hoàng càn sao? Quá kịp thời nhưng đó là ai? Bọn hắn nhìn thấy một nắp tử mập mạp lăn lộn đầy đất Tất cả đều sừng sốt một chút kiều vô hối đan dược nhanh dùng đan dược ổn định sinh cơ hắc ma tử chú có thể cưỡng ép ký kết khế ước sinh tử sinh tử của người bây giờ đang ở trong tay hắn thiền hậu cao giọng la lên tiếp tục thúc giục thái dương liệt diễm hình thành biển lửa khổng lồ biển lửa sôi trào đại dương chập trùng chống cự lại cường ma khí đang bộc phát kiều vô hối tranh thủ thời gian ngồi xuống xếp bằng điều dưỡng ngốn từng ngụm lớn đan dược điều chỉnh trạng thái ứng phó với hắc ma tử chú vừa rồi chỉ là tiếp nhận một đạo nhưng bây giờ chính là thời điểm hắn mệt mỏi cũng không dám chủ quan là tên mập mạp kia thiền diện ma hoàng cách rất xa đã xác định được thân phận người kia đó chính là nam tử mập trắng ngồi bên cạnh huyết hồ tại luân hồi bí cảnh nhưng hắn vào bằng cách nào hắn vào đây từ lúc nào a a a nam tử mập trắng hoàng sợ nhảy dựng lên vỗ vỗ cơ thể mình một chút kiểm tra khắp toàn thân kết quả không có việc gì ha ha không chết dọa ta một hồi. Nam tử mập trắng thở ra một hơi, sợ bóng sợ gió một trận hắn phất tay ra hiệu với bọn người thiên hậu ở xa xa. Các người khỏe không ta là cổ tác nhân mạo muội hỏi một câu. Sau khi nơi này xong việc các người sẽ đi tìm. Nam tử còn chưa nói xong thiên diện ma hoàng nơi đó đã quả quyết thông qua từ chú. Tuyền án mục tiêu tử vong. Chẳng quản người có tình huống như thế nào tiếp nhận mấy trăm đạo từ chú đó là một con đường chết. À nam tử mập trắng cứng ngắc toàn thân con người tàn rã sau đó nằm xuống kiều vô hối cũng nhận ảnh hưởng của từ chú như bị xét đánh mà cứng lại ở đó thể hiện đau đớn còn mắt chừng to toàn thân như là tuồn ra một mảnh tử khí ăn mòn linh hồn cũng ăn mòn sinh cơ trong lúc hoảng hốt hắn giống như là muốn biến thành một bộ thi thể ngụ chính uyên khẩn trương nhìn hắn tìm cũng muốn nhảy lên đến cuống họng thiền hậu cũng quay đầu xác định tình huống của kiều vô hối chỉ sau chốc lát, kiểu vô hối đầu váng mắt hoa thu ở trên mặt đất. Tuy nhiên không có chết, chỉ là kịch liệt thở dốc, ý thức hôn mê, giống như là bệnh nặng một trận. Tê Ngô chính uyên cảm thấy lạnh cả người, một đạo tử chú đã đánh kiểu vô hối thành người như thế này rồi ư. Nếu như lại thêm mấy đạo chẳng phải là thật có thể muốn mạng của hắn. Không hổ là tử chú của đế tộc, không hổ là ma hoàng nổi giận phản kích. Ngụ chính uyên quay đầu nhìn về phía vị bằng hữu ngã xuống đất kia Mặc dù không biết đó là ai Nhưng thật sự là may mắn khi có hắn ở đây Bằng không mình và Kiều Vô Hối đều có thể nguy hiểm tới mạng sống Hắn là tên là Cổ Tác Nhân Có ai nhớ tới người này không? Kiều Vô Hối mệt mỏi rằng co nhìn về ân nhân Đã thay hắn nhận lấy đà kích trí mạng ở nơi xa Là người bên cạnh huyết hồ Thiền hậu nhớ ra nhưng nàng rất bất ngờ khi hắn lại xuất hiện ở đây Hắn mang lên hậu táng Đầu của ta trả lại cho ta Thiền diện ma hoàng hét lớn đạp tan không gian đuổi giết thiền hậu Rống Ma đầu trong tay kiểu vô hối đột nhiên trừng mắt bắn ra tia sáng hủy diệt Lại bất chợt nhảy vọt lên muốn trở lại chiến khu Người trở về đi Ngô chính uyên vung hỗn độn trọng trùy lên hung hăng nện ở trên ma đầu kia Ngô chính uyên bảo vệ tốt cho kiểu vô hối Thiền hậu muốn mang thi thể người kia lên nhưng lại không còn kịp nữa nàng lập tức nhấc lên chín vầng mặt trời, liệt diễm vô biên hoành kích khắp nơi chặn đánh thiên diện ma hoàng. Nàng bay lên không phát động ánh sáng sôi trào, hóa thành đằng xa khổng lồ, cuốn ngô chính uyên lên chạy trốn. Kiều vô hối của ngô chính uyên nhìn lại bộ thi thể ngã xuống kia, âm thầm cảm kích. Nhưng tình thế bây giờ nguy cơ chỉ có thể đào mệnh trước. Thiên diện ma hoàng vung mạnh quyền trùng kích đất trời lay động. Một quyền đánh ra đã vỡ nát chín vầng mặt trời, nổ lên liệt diễm cùng cường quang vô tận. Ma uy kinh khủng hình ảnh rung động hồi hộp u minh mênh mông. Giờ phút này thiên diện ma hoàng đã triệt để tức giận, vốn là ngược chiến không chút lo nghĩ, lại bị bọn hắn nghịch tập chém đầu còn nát cả trái tim, vô cùng nhục nhã. Thiên diện ma hoàng mặc dù đã không cần dùng chiến tích để vững chắc địa vị của mình, nhưng sỉ nhục như vậy tuyệt đối có thể làm cho hắn hổ thẹn, thậm chí để cho hắc ma đế tộc phải hổ thẹn. <laughs> nhanh dùng đan dược có thể kiên trì một khắc là nhiều hơn một khắc. Thiền hậu điên cuồng thôi động bí lực vô lượng, liên tiếp thi chuyển đằng xà thuật, giống như là mảnh lôi chiều sáng chói mở ra màn trời nhanh chóng hoành hành. Một tồn ma bia ở phía trước giống như đại ma đang nổi giận phóng tới nơi đây, ma uy kinh khủng để cho người ta sắp nứt cả tim gan. Hắc ma bia Trái tim của kiểu vô hối và ngu chính uyên cũng đều muốn nhảy lên đến cuốn họng. Vịn chắc Hai mắt thiền hậu lập lòe đối diện bạo kích đến ma bia nhưng khi va chạm trong chốc lát, côn bằng bí thuật thay thế đằng xa bí thuật mãnh liệt nhấc lên, giống như biển cả tức giận mà bạo động. Nàng phóng ngược lên trời lấy quỹ tích không thể tưởng tượng nổi, lóe lên một cái liền tránh khỏi mà bia bạo động. Một khắc kinh hồn sinh tử nghịch hành. Thiền hậu cũng đều cảm thấy lạnh cả người. Kiều vô hối và ngu chính uyên đều nghẹn ngào kêu lên đầy giận dữ. Mẫu thần nó quá nguy hiểm. Đáng chết. Linh hồn của thiên diện ma hoàng đều nôn nóng tức giận Vậy mà lại không có đánh trúng Mẫu thần nó vậy mà không chúng. Đi Thiền hậu khẩn trương cao độ điên cuồng thổi động bí thuật Bất luận là côn bằng bí thuật hay là đằng xà bí thuật Đều có thể so với không gian cực tốc Đều là tuyệt thế bí thuật yêu thú cấp yếu tổ chế bá hồng hoang Cho nên tại loại tốc độ cực hạn này trùng kích vào Lại thật sự đã kéo ra khoảng cách với thiên diện ma hoàng kiều vô hối cùng ngu chính uyên âm thầm hít một hơi thiên hậu chính là thiên hậu mẫu thân nó quá ổn bọn hắn ngốn từng ngụm lớn đan dược ở trong nhẫn không gian không còn thừa bao nhiêu bất cứ lúc nào cũng đều phải chuẩn bị liều chết một trận thiên hậu người thật sự cho rằng có thể chạy thoát khỏi sự đuổi bắt của ta sao người quên chiến kỹ truyền thừa khoác ma đế tộc ta rồi ư thiền diện ma hoàng lấy thiền hậu muốn biến mất trong hắc ám vô tận linh hồn tức giận khoán hùng hãn gào thét thật to hắc ma chiến kỹ ma nghịch thương thiên toàn thân thiên diện ma hoàng phát động lên gợn sóng kinh khủng rung chuyển mình mông màn trời ở xung quanh toàn thân xuất hiện những tiếng tạch tạch quỷ dị giống như là một loại hàng rào nào đó đang sụp đổ một loại xiềng xích nào đó đang vỡ vụn khế tức của hắn mãnh liệt cuồn cuộn tiếp tục tăng vọt thứ đáng tự hào nhất hắc ma đế tộc chính là chiến khu giống như huyền thiết không thể phá vỡ của bọn hắn nhưng hắc ma tự chú cùng ma nghịch thường thiên mới là tuyệt thế bí thuật để bọn hắn chấn nhiếp ma tộc uy lẫm thiên khải hắc ma tự chú có thể cưỡng ép khế ước sinh tử uy lực cực hạ có thể làm cho đồng cấp vẫn diệt mà nghịch thường thiên càng là bá đạo có thể sử dụng tuổi thọ đổi lấy thực lực một năm mạnh một phần mười năm mạnh gấp hai năm mươi năm mạnh gấp ba trăm năm có thể mạnh hơn gấp bốn lần hắc ma tộc khinh thường thể chất siêu cường của ma tộc cũng đảm bảo bọn hắn có thể chịu nổi thực lực tăng vọt đưa tới trùng kích. Mà ngày thường thiền chính là lấy mệnh đổi lực, tại cảnh giới thánh linh năng lượng cao nhất, có thể thể hiện ra uy lực cấp 2, nhưng đã đến thánh linh cảnh đi lên thì có thể điên cuồng phóng thích, cao nhất có thể đạt tới 4 lần. Mà tới được cảnh giới thần linh thậm chí có thể thiêu đốt hơn 200 năm tuổi thọ, bộc phát cực hạn gấp 5 lần. Đương nhiên, đây đều là phóng thích cực hạn, cái giá đương nhiên là cực kỳ nghiêm trọng không dám tùy tiện đốt tới cực hạn giờ phút này thiên diện ma hoàng điên cuồng thiếu đốt 50 năm tuổi thọ ầm vang tăng vọt thực lực nhưng bởi vì trái tim đã phá toái đầu thì bị chặt khó mà cung cấp huyết khí sung túc cùng lực khống chế thật mạnh cường thế tăng vọt miễn cưỡng xem như gấp 2, thậm chí chỉ là mạnh hơn so với bình thường một chút mà thu thập thiền hậu hẳn là dư sai thiền diện ma hoàng phóng đại uy thế vùng tay lên dữ dội ném ra một quyền đối với không gian phía trước. Trong chớp mắt không gian kịch liệt nói lên gợn sóng, trồng chất trùng kích lên nhau. Trong thời gian ngắn đã phát động ra hơn 300 dặm. Một cái chớp mắt tiếp theo, không gian bị ma uy liên lụy đã vỡ vụn ngay tại chỗ. Ma khí từ vô tận trọng quyền mà thiên diện ma hoàng đánh ra, thuận theo vết nứt không gian nhanh chóng lan tràn đến khắp nơi. Thiền hậu thật vất vả mới kéo ra 200 dặm, Vậy mà không gian lại lập tức bị sụp đổ cùng với ma khí cuồn cuộn đang bao phủ tới. Ma hoàng bạo kích mãnh liệt như vậy đương nhiên là cao hơn những gì bọn hắn có thể chịu đựng được. Chiến lược có cao mình đến đâu lại ăn ý phối hợp như thế nào, thật sự gánh không được thực lực áp chế tuyệt đối. Đằng xà bí thuật tán loạn nhanh chóng trùng kích thiên hậu bị đẩy đi, đánh tới mặt đất. Ngô Chính Uyên và Kiều Vô Hối cũng nhào nhào tán loạn suýt chút nữa đã bị vết nứt hắc ám cuốn đi đầu của ta trả lại cho ta. Thiền diện ma hoàng cuồng dã bước lên, khống chế chín tòa hắc ma bia, hoành không gào thét, nhấc lên thập nhị cấm thiền lăng tuyệt trận, bao phủ về phía thiền hậu nơi đó. Xong. Kiều vô hối cùng ngô chính uyên đập xuống đất, máu tươi văng khắp nơi. Giờ khắc này thật sự đã cảm nhận được sự tuyệt vọng. Đều đứng lên cho ta, trong thế giới của chúng ta không hề có chuyện từ bỏ cũng đừng gửi hy vọng ở người khác. Chúng ta chiến đấu chúng ta ứng phó Con đường sống của chúng ta do chúng ta thủ vững Kiều vô hối rút ra toàn bộ thiên mệnh thần thạch cho ta Ngu chính uyên Phối hợp kiều vô hối Chờ cho ta tạo được cơ hội lại phế hắn một lần nữa Nhớ kỹ mệnh Phải luận võ coi trọng Nên dùng thì phải dùng Thiền hậu bay lên ngành kích đi qua phía thiên diện ma hoàng Ánh mắt của nàng đầy kiên nghị về mặt lạnh lẽo Bất luận là tuyệt cảnh gì Nàng vẫn luôn có thể gặp nguy không loạn Chủ đạo chiến cuộc thiên hậu ngô chính uyên thật sự bội phục nàng ta không hổ là nữ nhân truyền kỳ từng lưu danh sử sách không hổ là thiên hậu được thương huyền cộng tôn ngô chính uyên liêu mạng hôm nay hắn không chết chúng ta phải chết kiều vô hối đánh một trường vào ngực mênh mông năng lượng trùng kích trái tim cưỡng bức rút tinh cầu thiên mệnh chiến giới ra bên trong ngoại trừ viên thiên mệnh thần thạch vừa mới hòa tan ở đại chiến cửu lê trước đó kia còn có hai viên thần thạch khác đều đã tiêu hào rất lớn vì trận sinh tử đào vong này hắn không thèm đếm xỉa gì đến nữa. Bắt lấy ta mang ta tới. Ngô chính uyên thể hiện hùng ác ý thức xuyên suốt khí hải đánh thẳng vào thế giới thạch. Đó là hỗn độn, nguyên thạch mà hỗn độn chiến khu cảnh giới thánh hoàng mới có thể ngừng tụ được. Giống như là một tảng đá lại lắng đọng lấy uy lực hỗn độn vô tận, tựa như là một cái thế giới đang được thai ngén. Một đám ngu xuẩn thật coi mình có thể nghịch thiền sát thần sao? Thiên diện ma hoàng nổi giận kích xạ dạ chín tòa ma bìa vừa mới trở về lên trời hoành kích 500 dặm tràn ngập uy thế nặng nề đè sập vạn vật liên tiếp va chạm vào đại địa khiến cho mặt đất sụt lún địa tầng gào thét ma bìa tăng vọt quy mô giống như hồng hoàng ma sơn chấn áp trời đất càng giống như ma hoàng vạn cổ gào thét với cửu thiên 500 dặm không gian bị phong cấm triệt để nội lực khó vào ngoại lực khó vào đây là tu la tràng mà thiên diện ma hoàng chính là chúa tể Hắn muốn ở chỗ này hùng hàng ngược chết bọn không biết sống chết này. Ta vốn muốn cho các người đều sống là các người nhất định phải chịu chết. Thiền hậu người vốn nên chiến tử tại thiên khải là người nhất định phải chết ở U Minh, tự gây nghiệt ta đưa người chịu chết. Thiên diện ma hoàng hoành kích tại bầu trời, dưới sự bao phủ của 12 cấm thiền tuyệt trận, hắn phóng tới hơn trăm dặm ngang nhiên lao thẳng đến thiền hậu. Thiền hậu kích phát triệt để tiềm lực linh văn từ linh văn đến huyết nhục, lại đến linh hồn rồi khí hại toàn bộ giống như đang bành trướng thiêu đốt lên mỗi cái tế bào trong thân thể đều như hóa thành vòng xoáy biến thành luyện lồ nóng hổi hàng trăm tỷ tế bào toàn thể phát huy để cái thân thể xinh đẹp gầy gò này trở nên vô cùng kinh khủng hải cốt ma hoàng bị đặt ở trong khí hải luyện hóa nhanh chóng hòa tan biến mất thần uy vô tận giống như đại dương đang bạo động phong phú toàn thần thiền hậu thiên hậu với cảnh giới thánh hoàng tại thời khắc này đã tấn mạnh tăng vọt từ đỉnh phòng đến cực hạn lại cuồng dã tới gần cảnh giới thần linh đây là ảo diệu cực hạn của ngự thiền linh văn dì cốt ma hoàng mà cửu lê ma tộc cộng tôn vạn năm giờ phút này đã dung nhập toàn bộ vào trong cơ thể thiền hậu kích phát ra tiềm lực mạnh nhất của nàng càng giống như hòa làm một thể toàn thân thiền hậu đều đang rạn nứt như là muốn vô tình tách rời vỡ nát nàng máu tươi chảy ngang thất khiếu rớm máu nhưng nàng vẫn khống chế được thiên hậu gào thét thật lớn tràn ngập bí lực vô lượng cuồn cuộn thần uy tại thời khắc này nàng đang cuồng phóng bạo thích ngô chính uyên cùng kiều vô hối đều rung động thần uy thiên hậu phát huy ra thần uy đây là tuyệt kỹ nghịch thiên gì nhưng sau khi bọn hắn rung động lại đột nhiên sợ hãi bất kỳ cái uy lực nghịch thiên gì cũng đều nhất định mang theo hậu quả nghiêm trọng thiên hậu đây là triệt để không thèm đếm xỉa rồi ư Ngàn năm trước đó là ta mai táng chính ta không phải các người giết ta. Ngàn năm sau trên thế gian này thiên khải bách tộc giết không được ta. Thiền diện lão tặc. Còn nhớ rõ tôn danh ban sơ của ta sao? Ta tôn vị chiến thần kỳ danh ngự thiên. Linh văn trên trán thiên hậu bạo tạc. Trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng vô tận như là chiếu phá u minh, chiếu vào thời không, rầm rầm giòn vang. Giữa thiền địa lại xuất hiện đại đạo lưu ba, hiện lên càn khôn pháp ý, mênh mông cường quang, mê ảnh quỷ bí cuồn cuộn vườn quanh ở xung quanh nàng phụ trợ nàng như là tuyệt thế chiến thần linh văn ngự thiên có thể hưởng dụng tạo hóa vạn vật có thể trường khống chí lý càn khôn thiên hậu phóng tới trăm dặm nhanh chóng hành động giờ khắc này nàng đã dung nhập vạn đạo càn khôn hóa thân thành chủ nhân của tạo hóa kiềm thần trong cơ thể nàng cũng đều đang phóng thích dẫn dắt chiến đại hình thú hành động theo xưởng cốt toàn thân thiên hậu run rẩy ra thịt phồng lên trong lúc thoáng qua đã hóa thành một tôn cự thú khủng bố dùng hợp các loại bộ dáng của côn bằng kìm hống đằng xà kim ô mặc kỳ lân quái dị dữ tợn khủng bố càng nghiêm trọng thực lực lại lần nữa tăng vọt một ma hoàng một yêu thần giống như là hai viên tinh cầu đang hoành hành hoành kích hai trăm dặm đối diện va chạm vào nhau ầm ầm bạo tạc mãnh liệt giống như thế giới đang bị sụp đổ vạn vật bị chôn vùi âm cùng cường quang trong chớp mắt đã khuấy động toàn bộ thập nhị cấm thiên lăng tuyệt trận trồng chất nhấc lên không gian bạo động trừ chín tòa ma bìa nguy nga đứng vững kia mặt đất cùng địa tầng nặng nề đầu bỗng nhiên bị chôn vùi lộ ra hư vô u minh ngô chính uyên và kiều vô hối đều suýt chút nữa đã bị vỡ nát cũng không nhịn được tuần ra sự hoảng sợ hôm nay xem như kiến thức được thực lực thật sự của thiên hậu trách không được có thể không đến trăm năm đã thành thân linh văn này quá nhiên khủng bố nhanh tại đầu nguồn bạo tạc truyền đến tiếng gào thét sắc nhọn thiền hậu hóa thần thành ác thú khủng bố tiếp tục bạo kích thân thể tiếp tục xung luyện dì cốt ma hoàng kích phát ra lực bộc phát kinh khủng lại ngắn ngủi nhưng mỗi lần bộc phát đều sinh ra áp lực to lớn với thân thể giống như bất cứ lúc nào cũng đều muốn vỡ nát rống thiền diện ma hoàng tức giận muốn phát điên chiến khu được gia tăng gấp hai hoành hành không trở ngại mà uy kinh khủng Mỗi một quyền lực công kích đều như là cử thế vô song luân phiền đánh tan thiên hậu. Nếu như không phải đầu đã bị chém trái tim đỡ vỡ nát vụn, thì lực bộc phát của hắn sẽ càng thêm khủng bố. Nhưng dù vậy hắn đã thành công ngăn chặn được thiên hậu. Để ta xem người có thể kiên trì đến bao lâu. Thiên diện ma hoàng bạo động khí tức kinh khủng vèn vẹn cái khí tức này đã đủ để cho chu thiên thần ma phải sợ hãi. Cũng đủ để kiên trì cho đến khi người chết. Thiền hậu nhanh chóng nhấc lên mạnh mẽ mà cường thế, yêu thể bây giờ của nàng tương đương với việc dung hợp chiến đại cự thú, tức có thể thể hiện ra thực lực côn bằng cực tốc, lại có thể thể hiện ra lực bộc phát vô tận, cho nên cứ việc bị áp chế gắt gao, nhưng vẫn luôn có thể lấy tốc độ vượt qua không gian tránh khỏi đả kích trí mạng. Sau một lát, thiền hậu mạo hiểm nhấc lên nắm lấy cơ hội ở bên trong, một kích đánh vào ngực thiền diện ma hoàng nơi đó đã vỡ vụn trái tim và nội tạng đang đoàn tụ. Một đòn thần uy trùng kích này triệt để hủy đi trái tim còn không có thành hình, lại lần nữa sụp ra. Ngay cả nội tạng đều nhận lấy trùng kích thảm liệt. a à, thiền diện ma hoàng thảm liệt tháo chạy. Thiền hậu bay lên trực tiếp xông vào trong lồng ngực rách rưới của thiên diện ma hoàng gầm lên giận dữ, tràn ngập thành âm của côn bằng. Sóng âm của kim hống giống như nổ tung làm phá vỡ ngay trong lồng ngực người muốn chết. Thiền diện ma hoàng cưỡng ép ổn định, kích phát huyết khí bành trướng, diễn biến hắc ma từ chú giống như là vô số ma binh, giống như tiến lên lao thẳng đến cường địch xâm lấn. Thiền hậu kích phát cường quang vô tận lấy khí tức kìm ô thái dương làm chủ, tiếp tục sôi trào, ngăn trở từ chú xâm nhập đồng thời nghiêm nghị hô to. Kẻ phải chết chính là ngươi. Thiền diện ma hoàng tại ngàn năm trước người ném liệp thần thương. Người ném liệp thiền ma hoàng đi ném liệp thương thần thương đi. Tại ngàn năm sau ngươi lại ném lê vô thương ném cửu lê ma đồ. Và hôm nay ngươi lại ném cái đầu đi ném trái tim. Ngươi sẽ còn ở u minh địa ngục này mất mạng. Ném cả cửu hoàng hắc ma bia. Ngươi là ma hoàng quỷ dị nhất hắc ma đế tộc nhưng cũng là ma hoàng thất bại nhất của hắc ma đế tộc. Là ma hoàng vô năng nhất. Người kém xa một phần mười liệp thiên ma hoàng, người để cho hai chữ ma hoàng khiến cho toàn bộ ma tộc hổ thẹn người để hắc ma đế tộc hổ thẹn tại thiên khai chiến trường nếu như người không giết được ta ta mang theo đầu của người đăng lâm thiên khải tự mình mang đến cho ma tộc để cho đầu của người cùng ngàn vạn ma tộc cùng nhau chiềm ngưỡng thiên hậu liên tục gào thét từng từ sỉ nhục đâm thẳng vào tim gan chạm đến thiền diện ma hoàng kích ra lửa giận của hắn nhưng nàng cũng không có ngừng lại một lát mà đã tiếp tục gào thét Vô nàng ngu xuẩn chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta người giết được sao ngu xuẩn rác rưởi người có mặt mũi gì về lại hắc ma đế tộc người có mặt mũi nào bái kiến hắc ma đế quân ngu xuẩn còn không có bị đủ hố sao lão nương là đang trì hoãn thời gian đây chết đi vừa dứt lời thiền hậu nhanh chóng tháo chạy đúng vào lúc này thiên diện ma hoàng đang nổi giận đến mất khống chế đột nhiên bừng tỉnh nhưng đã quá muộn Kiều vô hối kéo lấy ngu chính uyên nhanh chóng giết tới khi thiền hậu tháo chạy trong chốc lát kiều vô hối đã tiếp nhận đi đến bọn hắn đều có hình thể lại đến trạng thái bình thường, vừa vặn tiến vào lồng ngực đã rách rưới. Không chần chờ chút nào kiều vô hối tế lên thiên mệnh chiến giới, ngô chính uyên tế khởi thế giới giới thạch. Đưa người đi chịu chết Kiều vô hối của ngô chính uyên đồng thời kích phát năng lượng dẫn đầu chính mình Cũng vỡ vụn theo thiên mệnh chiến giới và thế giới thạch Oanh râm 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 Bạo tạc liên tục đánh mở trong cơ thể thiền diện ma hoàng kiều vô hối buông xuống lúc nãy chính là niết bàn ngô chính uyên cũng là phần thần do kim mân vô cô động nhưng năng lượng tự bạo lại là uy lực thánh hoàng trần chính oanh kích hủy diệt chốc lát đã triệt để vỡ vụn nội tạng thiên diện ma hoàng xua tán đi ra thịt đầy người ngay cả hài cốt cứng cỏi đều bò đầy những vết nứt nhưng đây chỉ là bắt đầu sau khi thiên mệnh chiến giới cùng thế giới thạch nhận trùng kích cũng đã nổ tung toàn bộ một cái đã từng là siêu thần khí, bây giờ là chuẩn thần khí. Một cái là thánh hoàng bản nguyên hình thức ban đầu của thế giới. Khi năng lượng đột nhiên bộc phát lại lần nữa mang đến trùng kích trí mạng cho thiên diện ma hoàng. Thịt nát máu tươi đang kéo căng đã lập tức phun ra ngoài. Ngay cả hài cốt đều vỡ nát bay lên. Trí mạng nhất là sau khi thiên mệnh chiến giới băng diệt, đã hình thành năng lượng phòng cấm. Từ lồng ngực thiên diện ma hoàng quét sạch khắp toàn thân. Thiên diện ma hoàng dùng tuổi thọ trao đổi thực lực bây giờ cũng đã tán loạn cơ hồ muốn rơi xuống thần cảnh. Thiền hậu giao cho ngươi. Kiều vô hối trần thần kéo lấy ngu chính uyên, chân thân chật vật thoát khỏi mượn năng lượng bạo động nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Hắn là bất diệt thiên hoàng, bất tử thiền khu, có được uy lực niết bàn gần với trù tước. Dưới trạng thái cực hạn có thể tiến hành hai lần niết bàn, nhưng cái giá lại là suy yếu cực lớn, thậm chí là ngủ say. Ngô Chính Uyên bỏ thế giới thạch của mình tương đương với bỏ đi năng lượng bản nguyên, thậm chí là nửa cái mạng muốn trở lại đỉnh phong, cũng không biết phải đến năm nào tháng nào. Nhưng nhìn lại thiên diện ma hoàng huyết nhục vàng tùng tóe, chỉ còn lại hài cốt bọn hắn vẫn cảm thấy phấn chấn. Cuộc chiến sinh tử có thể luân phiền nghịch tập, thậm chí bọn hắn còn vì mình mà cảm thấy kiêu ngạo. Rống. Thiên hậu biến thành cự thú gào thét thật lớn, còn mắt trở nên đen kịt âm trầm khủng bố không gì sánh được nó biến thành cánh cửa luân hồi kết nối với cửu u thầm không xuyên qua u minh địa ngục. Còn mắt thứ ba trên trán khép lại mở ra, bắn ra huyết quang hủy diệt. Mênh mông địa ngục đều nổi lên gợn sóng quỷ dị hiện ra ánh sáng địa ngục thần bí, hội tụ tới phía thập nhị cấm thiền lăng tuyệt trận. Rống! Thiền hậu bỗng nhiên mở ra con mắt thứ ba như quỷ hoàng trợn mắt, máu tươi bắn tung tóe trong chớp mắt âm phong cuồn cuộn từ khí mãnh liệt, còn mắt thứ ba tuôn ra tuyệt thế minh quang, giống như ngàn vạn sợi xiềng xích quấn quanh tạo thành, khuấy động khế tức luân hồi, kịch động lực lượng pháp tắc đánh về phía thiên diện ma hoàng đang gào thảm nơi xa. Thiên diện ma hoàng giật mình trước nguy cơ, gương thế quay người muốn chặn đánh, nhưng thân thể bị áp chế bất luận là cảnh giới hay là linh hồn đều kém xa đỉnh phong. Bành bên trong cột sáng trắng kiện tràn ngập vạn sợi xiềng xích bỗng nhiên va chạm lại xuyên qua linh hồn thiên diện ma hoàng thân thể thiên diện ma hoàng bị tạc nát mà lảo đảo mấy bước linh hồn bị trọng thương để thiên mệnh thần thạch áp chế càng mạnh hơn mấy phần ngay cả cửu hoàng hắc ma bia đều suýt chút nữa đã yên lặng thiên hậu đạp không phóng tới côn bằng rực chấn côn bằng rực chấn kích mãnh liệt nhanh chóng giết tới phía trước mặt thiên diện ma hoàng thừa dịp hắn bệnh mà đòi mạng hắn năng lượng nàng dung luyện lấy được từ gì cốt ma hoàng đang nhanh chóng biến mất một khi biến mất nàng sẽ lâm vào ngủ say chiều sâu Cho nên nhất định phải tóm chặt lấy cái cơ hội khó có được này Triệt để trọng thường thiên diện ma hoàng Thậm chí là giết chết hắn Bành răng rắc Thiên diện ma hoàng run rẩy mãnh liệt Chiến khu hài cốt khổng lồ bay tứ tung ra ngoài Rống Thiên hậu biến thành ác thú giết tới gần Liên tiếp mãnh kích để ép thiên diện ma hoàng phóng tới 300 dặm Đánh đến thịt nát bắn loạn tùng tóe hai cốt bay lên chiến khu thẳng tắp cơ hồ muốn bị hủy nát đi. Nhưng banh, thiền diện ma hoàng đột nhiên ổn định lại, tiếp đến là tuôn ra một quyền ma khí quần cuộn, rung chuyển đất trời tàn nhẫn đánh xuyên thiên hậu. Khôi phục, khế tức ma hoàng đã khôi phục. Trong lúc chật vật vừa rồi hắn đã lần nữa cưỡng ép tế hiến tuổi thọ, lấy trọn vẹn trăm năm thọ nguyền chấn mở thiền mệnh áp chế, lại lấy trăm năm thọ nguyền hiện ra thực lực cuồng bạo bởi vì huyết nhục đã vỡ vụn linh hồn đã trọng thương chàm năm thọ nguyên không thể đổi lấy thực lực tăng gấp bội mà loại cấm thật ma nghịch thường thiền này càng không thể liên tục phóng thích cho nên hiệu quả càng ngày càng yếu bộc phát vào thời khắc này miễn cưỡng xem như cắm ở thân cảnh hay 250 năm thọ nguyên cứ tế hiến như vậy mặc dù cảnh giới ma hoàng có tuổi thọ rất dài nhưng thiền diện ma hoàng đã sống hơn 2.600 năm lần này tới gần 3.000 năm mà liên tiếp trọng thương bộ dáng thê thảm cũng triệt để trong dẫn ma hoàng đến cực hạn rống linh hồn mệt mỏi của thiên diện ma hoàng phát ra tiếng gào thét hùng vĩ Huyệt nhục vẩy xuống trước đó đang kịch liệt nhúc nhích dâng lên mênh mông ma uy xen lẫn thành mê quang đỏ tươi trong nháy mắt bên trong thập nhị cấm thiền lăng tuyệt trận tất cả đều là tử chú từ mấy trăm đến mấy ngàn từ hơn ngàn đến trăm ngàn bọn người thiền hậu điên cuồng làm rơi máu thịt từ trên thần thiên diện ma hoàng xuống. Giờ phút này toàn bộ đều biến thành hắc ma tử chú. Huyệt quàng chiếu trời ma khí vô cương. Một trăm ngàn tử chú trải rộng khắp nơi. Thiền hậu ta để cho ngươi xem kẻ chết là ai. Thiền diện ma hoàng nắm trong tay hơn mười vạn hắc ma tử trú trong cơn cuồng nộ. Một tiếng thét lên tử chú bạo kích như cuồng phong mưa rào như kinh lôi được phóng xuất toàn bộ đều đánh tới thiền hậu kiểu vô hối cùng ngu chính uyên. Thiền hậu bay lên trời bay thẳng diễn biến ra liệt diễm ngập trời, đánh ra mặt trời cửu luân, bốn lần nữa hình thành phòng ngự. Nhưng vừa mới gặp phải ma quyền trùng kích, huyệt mạch bị rung chuyển, mà di cốt ma hoàng liên tục thiểu đốt cũng đã tiêu hào gần như không còn gì. Loại bí thuật nghịch thiền này đến cực hạn tự nhiên sẽ mang theo hậu quả thảm liệt tương đương. Thiền hậu cường thế thả ra liệt diễm đã lập tức mất khống chế, mà ý thức của nàng thì quay cuồng một trận nằm bại xuống dưới. Thiền hậu! Kiều vô hối và ngu chính uyên cố gắng chịu đựng suy yếu và đau đớn gian nan sống về phía trước. Ngay tại thời khắc sinh tử bi tráng này, thập nhị cấm thiền lăng tuyệt trận đã yên lặng đột nhiên nổi lên ba động. Ngay sau đó chín tòa hắc ma bìa lay động mãnh liệt bay thẳng lên trời. Giống như là chín ma hoàng đứng thức tỉnh, phát ra cuồng chiếu năng lượng thật lớn, thậm chí so với thời điểm thiên diện ma hoàng khống chế còn mạnh hơn. Hiện diện ma hoàng bỗng nhiên quay người Sao động này là liệp thần thương Bên ngoài mấy trăm dặm hư không đột nhiên sụp đổ Một loại sát uy lạnh thấu xương trong nháy mắt tràn ngập khắp hoàng giã. Xiềng xích màu máu quỷ dị hoành kích khắp cung trời Liệp thần thường xông ra khỏi hư không Quỷ mộ âm vang tăng vọt Sau khi lớn tới ngàn trượng Thường thể lượn lờ huyết hà vô số linh hồn thần ma gào thét Mỗi thường nhanh chóng xoay tròn cuốn lên cuồng chiều sát lục vô biên một đạo ngấn không gian vô hình từ mũi thương chỉ tới mấy trăm dặm phía xa. Sau một khắc, liệp thần thương không nhìn đến khoảng cách không gian, nó nhanh chóng bôn tập xông về phía cử hoàng hắc ma bia. Cử hoàng hắc ma bia phát giác được nguy cơ to lớn lập tức tránh thoát khỏi sự kiềm chế của thiên diện ma hoàng, liên tiếp bay lên không. Đế huyết chảy xuôi ở mặt ngoài tràn ngập đế uy thật lớn, như là có thể khiến cho chư thiên thần ma hồi hộp, có thể để cho u minh vô tận sụp đổ. Khi liệp thần thường giết tới trong chốc lát chín tòa hắc ma bia mãnh liệt nhấc lên Giống như là có ý thức tự chủ Bao quanh Xoay xung quanh nó Tiếp đó là phù văn đỏ tươi không nhìn thấy khoảng cách tịch liệt xèn lẫn Hình thành pháp trận trần áp mãnh liệt Với liệp thần thương ở bên trong đó Âm âm Linh hồn thần ma mặt ngoài liệp thần thương Thức tỉnh bộc phát chấp niệm giết chóc Để chúng sinh tuyệt vọng Khiến cho không gian vỡ nát quần dã chống lại một thành liệp thần thương chiến vị hắc ma hoàng trong đối kháng mãnh liệt đã bạo phát ra tuyệt thế đại chiến thần ma không chỉ có chấn áp cùng phản kháng để vài trăm dặm triệt để bị chôn vùi mà ba động mãnh liệt càng là cuồn cuộn trong u minh nhấc lên cuồng phòng vô biên vô tận cuồng phòng mãnh liệt đến cực hạn lật tung cả địa tầng chôn vùi các dãy núi cuối cùng hóa thành hơn mấy ngàn dặm ngọn gió lốc thông thiên tiếp tục tàn phá về bốn phương tám hướng theo thập nhị cấm thiền lăng tuyệt trận di chuyển bọn người thiên hậu một lần nữa bại lộ giữa u minh cũng bị năng lượng kinh khủng bao phủ ở bên trong một trăm ngàn hắc ma tử chú còn đang tiêu xạ mắt thấy là đã phải bao phủ bọn hắn giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc một đạo ngấn không gian tiêu xạ đánh tới chặn lại được trước mặt bọn hắn hơn năm mươi dặm không gian đột nhiên vặn vẹo giống như là tấm chắn hắc ám ngạnh kháng hắc ma từ chú cùng lúc đó một mảnh liệt diễm kim hồng tuôn trào mà ra, đều phần diệt từ trú đầy trời. Liệt diễm bạo động thành thế to lớn như là hàng ngàn ngọn núi lửa hồng hoàng phun trào tập thể. Từ trong không gian hắc ám khổng lồ cuồn cuộn mà ra, chật ních khắp đất trời trùng kích đến ma khí. Cái đó là linh hồn thiên diện ma hoàng đã nhận ra uy thế chèn ép quen thuộc này. Âm âm âm. Liệt diễm lao ra xôi trào kịch liệt thiêu đốt hắc ám vô tận đốt đoạn u minh đại đạo ngưng tụ thành một con hòa điều cực lớn che đậy cả bầu trời là chủ tước chủ tước với lệ khí vô tận mang theo phần thiên diệt thế viêm cuồn cuộn bao phủ u minh cái này tượng trưng cho tuyệt thế hùng thú thần cổ vạn cầm chống yêu tộc tại thời khắc khương nghị cưỡng ép kích phát bản thân bước lên cảnh giới thần hoàng rốt cuộc cũng tái hiện được thế gian cùng lúc đó không gian cuồn cuộn như đại mạc chập trùng cuốn kiểu vô hối ngụ chính uyên còn có thiền hậu đi khương nghị đến đông hoàng càn hồng hoàng thiền long thái dương kim ô đông hoàng như ảnh cũng đều đã đến mặc dù thời gian bọn hắn tiến vào u mình địa ngục có tranh lệch nhưng khương nghị phỏng đoán nếu thiền hậu có nguy hiểm tất nhiên sông tới côn lôn mà sau khi bọn người đông hoàng càn truy tùng vết tích cũng đều là chạy tới côn lôn bọn hắn gặp nhau tại một ngày trước vào hôm nay cùng nhau giáng lâm các ngươi, hồng hoàng thiền lòng nhắc bọn người thiên hậu lên, khó có thể tin được mà nhìn qua bộ khung xương treo thịt nát ở nơi xa, là thiên diện ma hoàng bị đánh đến bộ dáng này, mà hoàng đế tộc lại để bọn người thiên hậu phế đi, làm sao mà làm được như vậy? giao cho các ngươi đừng để hắn còn sống rời khỏi. thiên hậu như nỏ mạnh hết đà đã không thể kiên trì thèm được nữa, khi nhìn thấy khờ nghị một khắc này. Ý chí quật cường cùng cưỡng đề trong nàng rút cuộc cũng sụp đổ lâm vào hôn mê. Hậu quả do bộc phát cực hạn mang tới cũng bắt đầu nhanh chóng hiện hiện. Khí tức của nàng như là dây tóc, sinh mệnh bắt đầu yên lặng. Tiếp theo cứ giao cho ta các người hãy cố gắng nghỉ ngơi. Khương Nghị nhăn chặt đôi lông mày lập tức phân phó đồng hoàng càn. Dẫn bọn hắn về thế giới hỗn độn ta ở lại như ảnh thiền lòng cùng kim ô bảo vệ bọn hắn trở về. Đồng Hoàng Càn nhìn chằm chằm thiên diện ma hoàng cuồn cuộn ma uy. Đó chính là ma hoàng đế tộc mặc dù không biết bọn người thiên hậu làm thế nào có thể dày vò hắn thành như vậy. Nhưng khẳng định không dễ giết như thế. Như ảnh cô nương phối hợp với ta là được các người ở lại phối hợp. Hồng Hoàng thiền lòng có được, thiền lòng cực tốc lại có đông hoàng như ảnh hiệp trợ. Hẳn là có thể trở lại càng nhanh hơn. U mình đã loạn số lượng lớn quỷ chủ đang thức tỉnh, quỷ hoàng đều có thể xuất thế. Kim ô cùng bối tiếp trở về đừng lề mề Thường thế của bọn họ rất nặng Nhất định phải đưa về thế giới hôn độn trong thời gian ngắn nhất Xin mời đan hoàng tự mình cứu chữa Khờ nghị phân phó lần nữa ngữ khí nghiêm khắc Các người cẩn thận Hồng hoàng Thiên lòng nghĩ đến những quỷ chủ kinh khủng kia Thậm chí là quỷ hoàng Cũng không nói thêm lời nào vỗ cánh bạo kích Thể hiện ra thiên long cực tốc Cũng như ảnh và kim ô hộ tống bọn người thiên hậu trở về thế giới thật Hãy cẩn thận Kiều vô hối để lại đầu của thiên diện ma hoàng nằm ở trên trời Ở trên lưng rồng ngất đi Thiên diện ma hoàng người cũng là đại mà có thần thuận Phải chú ý tố chất Đồ không cần loạn ném Khương Nghị mang theo đầu lung lay với thiên diện ma hoàng Vùng tay ném cho Đông Hoàng Càn nói Hôm nào theo giúp ta trèo lên thiên khải biểu hiện với ma tộc Đông Hoàng Càn cười gần thu hồi cái đầu Hừ hừ cho ma tộc náo nhiệt một chút Thiên diện ma hoàng không nói gì sao a à, đúng không có miệng thật đáng thương khương nghị mượn nhờ bày bàn thần kích phát thể hiện ra thần uy chân chính nơi này là u minh địa ngục bị cửu u thâm không vờn quanh ấn ký thủy tổ mất hiệu lực thường sinh tạo hóa cũng khó có thể phát huy tác dụng nhưng hắn còn có phần thiền chiến vực còn có quang minh thần kiếm mà lúc bọn người đông hoàng càn truy tùng về thiên hậu đã mang về để có thể khắc chế thiền diện ma hoàng thiền diện ma hoàng cảm thấy tức giận và khẩn trương trước nay chưa từng có một trận suy đuổi săn giết không những không có thể giết bọn người thiền hậu Ngược lại còn bị đánh cho thành trọng thương Lấy trạng thái bây giờ của hắn rốt cuộc có thể chống đỡ được cái tên điên khương nghị này hay không Thật đúng là không có thể liệu Nhưng thiên diện ma hoàng đột nhiên bừng tỉnh không có sức Ta đang làm gì ta đang sợ hãi sao Đường đường là ma hoàng đế tộc vậy ma lại phải sợ Người đang do dự cái gì bị thiền hậu đánh đến không mất không còn tự tin sao sau khi Khương Nghị xác định liệp thần thương tạm thời không việc gì, hắn liền bay thẳng lên trời. Phần thiền luyện vực hóa thành phần thiền chiến đào, chủ tước bát hoàng vạn nguyên. Bà loại thần viêm vần quanh kích phát chiến uy vô tận trong phần thiền chiến vực. Ú Ú anh động rung chuyển cả U Minh. Ta còn chưa có chết thắng bại chưa định, người đừng có phách lối. Linh hồn mệt mỏi của thiên diện ma hoàng rống to, kích ra ma uy cuồng bạo đạp không đuổi giết Khương Nghị. Hắc ma chiến khu mặc dù chỉ còn lại hai cốt Linh hồn lại bị trọng thương Nhưng ma uy kinh khủng vẫn còn đó Đồng hoàng càn cho mày Đều đã đánh thành như thế này Còn có thể hiện ra ma uy như thế kia Không hổ là đế tộc Mở cho ta Khương nghị xôi trào chiến ý sát ý vô biên Phần thiền chiến đao mở ra bóng tối mênh mang Liệt diễm bạo động khủng bố đến cực điểm Chủ tước dương cánh nhân xà quay quanh Ác thú hét lên đầy giận dữ ba loại thần viêm kích phát ra uy lực chém trời diệt đất của phần thiên chiến đao. Keng. Đao bổ ma quyền trong chốc lát đã bộc phát ra năng lượng bạo động vô tận. Ma hoàng cứ việc quá mạnh ma uy khủng bố, nhưng phần thiên chiến đao với liệt diễm vô tận còn có thể phần diệt ma khí, áp chế ma uy, rằng con ngắn ngủi đã hệ hai bên phải tháo chạy. Khờ Nghị bay đi hơn 30 dặm, Ma Hoàng thì ổn định ở ngoài 10 dặm. Mặc dù Khương Nghị hơi kém một chút nhưng tranh lệch còn trong giới hạn chịu đựng. Người không có mạnh như những gì ta nhớ. Thiên diện ma hoàng chuẩn bị sẵn sàng người không thể quay về hắc ma đại lục. Khương Nghị cưỡng ép ổn định hiện ra lăng thiên thuật truy kích thiên diện ma hoàng thế công cuồng dã đại khai đại hợp. Người cũng chỉ là cưỡng đề cảnh giới người cuồng cái gì nếu như ta vẫn còn huyết nhục giết người như giết chó. Hải cốt ma hoàng tăng sinh kịch liệt trên cánh tay diễn biến ra cốt đào sắc bén cứng rắn phía trên bày đập bò đầy ấn ký từ chú ở sau lưng ngưng tụ ra cốt rực thổ to phía trên cũng được từ chú che kín chỉ cần bị hắn tổn thương nhất định là cướp đoạt sinh cơ vặn vẹo sinh tử keng thương 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 hết tập thứ 359 dạo gần đây thì mình có một chút việc bận các bạn nhé nên là có lẽ là trước mắt trong một thời gian ngắn sắp tới thì chưa thể ra một ngày một tập được mà mình sẽ ra cứ cách một ngày mà có một tập các bạn nhé cố gắng mình có một chút cái vấn đề cần phải giải quyết sau đó thì mình sẽ cố gắng quay lại cái tiến độ như lúc ban đầu rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những cái trường tiếp theo.